Dạ vâng, cửa hàng nông ngư câu Huy Hòa xin kính chào toàn thể các anh em quý vị các bác nhé. Địa chỉ cửa hàng tại thôn 8 xã Bút Sò, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông, số điện thoại 0354392929. Và sau đó thì cửa hàng chúng em thì có sử dụng Zalo và cửa hàng chúng em thì có nhận ship code toàn quốc luôn các bác nhé. Hôm nay thì cửa hàng chúng em xin giới thiệu cho các bác một lô máy cưa xích chuyên về sử dụng khai thác chuyên nghiệp các bác nhé. Hôm nay là cửa hàng chúng em video này thì không có dòng cưa gia đình cũng như là dòng cưa nhỏ gọn giá rẻ. Hôm nay thì cửa hàng chúng em lên một cái lô cưa khai thác cho các bác nào đang cần tìm một chiếc máy cưa mà khai thác chuyên nghiệp về khai thác keo, chạm, đồ linh tinh các bác nhé. Thì các bác tham khảo từ con này. Hệ này là gồm có 024, 026 và 028. 024, 024, 024 AV, 024 AV Super, 026 và 028. Các bác nhé, đánh dấu ký tự ở lô E từng con một nhé. Lô E 024 AV, rồi E2 cũng 024 AV, E3 024 AV. Đó. E4 là 024 đời cao có xả. E5 là 024 AV Super. E6 là 026. Đó, và cuối cùng là con E7 là con 028 các bác nhá. Có đánh dấu hết giá ở đây rồi. Và giá là đã hoàn toàn miễn phí ship, đã bao gồm phí ship và tăng kèm phụ kiện rồi các bác nhá. Bộ phụ kiện bên em là gồm một típ mở buji, một chiếc rúp và một tô vít trình. Đó, giá là đã bao gồm phí ship rồi. Con này là về cho các bác nào mà chuyên khai thác keo, tràm, đồ linh tinh mà đang có nhu cầu mà khai thác mà sử dụng lâu và dài và cũng như là đôi khi mà sử dụng cả ngày đấy ạ. Đó. Sử dụng cả ngày luôn, có khi là cả 5-10 tiếng liên tục đó, thì các bác tham khảo từ mẫu lô như thế này. Ô, để đỡ làm mất thời gian thì cả chúng em xin phép đặt máy quay xuống và giới thiệu từng con một cho các bác xem nhé. Dạ vâng, đầu tiên là con E1, một chiếc mẫu máy cưa Estin 024, máy móc cực kỳ đẹp luôn các bác nhá. Tình trạng như thiếu thùng ạ. Con này là được ký hiệu là E1 này. Giá của nó là 5.500.000 các bác nhá. Công suất của con này là 42cc. Cân nặng đầu máy không là 4,5kg. Máy móc tình trạng đẹp 90% đấy các bác. Cực kỳ đẹp luôn các bác nhá. Có mỗi phần này thì nó hơi bị chóc sơn một tí xíu thôi nhưng mà không có ảnh hưởng gì cả. Nguyên zin của nó là đang là một ốc lam các bác nhá. Nhưng mà con này thì có thể lên hai ốc lam được. Đó, có thể hai ốc lam được. Các bác nào muốn nhu cầu muốn lên hai ốc lam cho nó chắc chắn thì cửa hàng chúng em lên hoàn toàn miễn phí cho các bác nhé. Còn nguyên zin là đang là một ốc lam thì cửa hàng chúng em để yên như thế. Đó, cho các bác nào có nhu cầu thì cửa hàng chúng em mới lên sau thôi. Con E1 thì cực kỳ đẹp, đẹp nhất trong lô máy ngày hôm nay các bác nhá. Lam con này mặt cắt là được 40 phân ạ. 40 phân xích là xài xích chung 325 các bác nhá. Đó. Máy này mặt tiền quá đẹp luôn các bác nhá. Hầu như là chưa chóc sơn gì luôn. Đó. Quá VIP luôn. E1 ký hiệu nó là 5.500.000. Rồi cả hai chúng em xin phép giật test nổ con này cho các bác nghe qua tiếng máy. Dạ rồi, tiếp đến qua con E2 cũng là một chiếc mẫu máy cưa Estin 024 AV các bác nhá. Đó, con này thì tem thì đã bị mờ mất rồi. Nhưng mà máy thì cũng còn khá là ok và đẹp đẽ các bác nhá. Đó. Con này thì nguyên zin của nó lại là hai ốc lam. Đôi khi dòng máy cưa Estin ấy thì nó tùy theo từng đời nhá, có đời thì nó xài một ốc lam. Cũng là dòng 024 AV nhưng mà có đời xài một ốc lam như con E1. Cũng là có đời thì nó lại xài hai ốc lam như con này. Đó, hai con này thì nguyên zin nó là hai ốc lam các bác nhá. Con E2 cửa hàng chúng em ký hiệu là 5.300.000 các bác nhá. Giá của nó là 5.300.000 ạ. Đó, và lam con này mặt cắt là cũng được 40 phân, xích là xài xích chung 325 các bác nhá. Xích chung 325 ạ. Đó, giá 5.300.000. Các bác nào ưng ý thì liên hệ qua cửa hàng chúng em để đặt hàng. Số điện thoại thì cửa hàng đã để trên màn hình rồi các bác nhé. Yeah.
Dạ rồi, qua tiếp con E3. E3 là một con máy cưa, cũng hệ máy cưa Sittin 024AV các bác nhá. Máy móc cũng khá là ok, cực kỳ đẹp luôn ạ. Đó. Máy quá đẹp luôn các bác nhá. Dòng sưu tầm cực kỳ VIP và chất lượng luôn. Con này thì cả chúng em đang bán với giá là 5.400.000 các bác nhá. 5.400.000. Lam của nó mặt cắt cũng là 40 phân. Mặt 40 phân, xích là xài xích chung 325. Đó. Tích hợp sẵn là hai ốc lam và trực tiếp bằng khóa 19 luôn các bác nhá. Lốc nhôm. Máy móc cực kỳ đẹp luôn, tình trạng như sưu tầm, quá VIP luôn các bác nhá. Rồi, cửa hàng chúng em xin phép giật test nổ con này cho các bác nghe vào tiếng máy. Giá 5.400.000. Ơi. Dạ vâng, xin lỗi các bác tí nhá, vừa nãy thì đang quay thì giờ lại có khách tí xíu. Vâng, và bây giờ quay lại chủ đề chính là qua tiếp con E4 các bác nhá. E4 là một con máy cưa Sittin 024 á. Con này là đời cao, có tích hợp xả áp trên này cho các bác luôn ạ. Xả áp giật nổ cực kỳ dễ dàng luôn. Dòng máy cưa made in Germany, bãi Đức nguyên zin các bác nhá. Đó, đời cao. Con này cửa hàng chúng em ký hiệu là E4, giá của nó là 5.000.000. Tại sao mà bán giá rẻ như thế á? Nó bị nứt nứt một tí xíu ở đây. Đó, nên là cửa hàng chúng em xả luôn cho các bác nào có nhu cầu. Nói chung là không quan trọng về cái vẻ ngoại hình mấy thì có thể lựa chọn con này các bác nhá. Đó, mặt ốp lam của nó thì cực kỳ đẹp luôn, tích hợp hai ốp lam vận trực tiếp bằng khóa 19. Máy móc con này khá là ok ạ. Lam con này mặt cắt của nó là được 40 phân, xích là xài xích chung 325 các bác nhá. Đó. 42cc. 42cc về chuyên khai thác mà keo tràm đồ linh tinh các bác nhá. Công suất của con này với so sánh với dòng máy cơ Sittin 250 ấy, công suất của nó là bằng nhau các bác nhé. Nhưng mà con này thì tích hợp của nó là lốc nhôm. Lốc là lốc nhôm, nhốc hợp kim kim loại. Đó, chịu nhiệt rất là tốt, không như những dòng máy cơ Sittin 250 đời mới bây giờ các bác nhé. Dòng Sittin 250 đời mới bây giờ thì nó sẽ là lốc nhựa. Thế là đôi khi mà các bác sử dụng cả ngày nó rất là hại máy, nhanh xuống máy. Thắng xích sử dụng ok luôn này. Dạ vâng, E4 giá 5.000.000, các bác nào ưng ý là hãy liên hệ trực tiếp qua cửa hàng chúng em. Dạ vâng, kế đến là một con máy cưa E5. Con này là máy cưa Sittin 024AV Super các bác nhá. Công suất của con này thì nó lớn hơn dòng 024 và 024AV. Dòng 024 và 024AV thì công suất nó là 42cc. Con này thì công suất của nó là 44cc. Nòng công suất thì nó hơi lớn một tí xíu. Các bác nào muốn khỏe khoắn hơn thì có thể lựa chọn con này các bác nhá. Giá con này được ký hiệu là E5, giá 5.500.000. Đó, xích là vẫn xài xích chung 325, lam là mặt cắt là được 40 phân các bác nhá. Thắng xích sử dụng đầy đủ nguyên, máy móc tình trạng nguyên zin. Dạ, tích hợp sẵn cho các bác hai ốc lam và trực tiếp bằng khóa 19. Ốp lam tất cả, máy móc nguyên zin, hàng chưa bung chạm máy móc. Dạ rồi, trong video ngày hôm nay thì có con này là công suất lớn nhất các bác nhá.
dòng máy cưa Sittin 026, máy móc tình trạng nguyên zin nguyên bản hàng bãi Đức các bác nhá. Công suất của con này là 49 cc các bác nhá. 48 đúng ra của nó là 48,7 cc, làm tròn là 49 cc. Con này là máy cưa Sittin 026 các bác nhá. Sittin 026. Đó, giá con này là 6 triệu đồng, máy móc tình trạng nguyên zin nguyên bản. Đó. Tích hợp hai ốc lam sẵn rồi. Lam là mặt cắt là vẫn là 40 phân, xích là xài xích chung 325. Đó, tình trạng máy móc tình trạng nguyên zin nguyên bản. Hàng bãi Đức chuẩn luôn các bác nhá. Công suất 49 cc. Giá 6 triệu đồng cho con máy cưa Sittin 026 ạ. Dạ vâng. Cuối cùng trong video ngày hôm nay là một con máy cưa Sittin 028 AV các bác nhá. 028 AV hệ đời đầu luôn các bác nhá. Dòng máy cưa bãi Đức nguyên zin nguyên bản. Lam của nó đặc biệt, con này được tích hợp sẵn là lam Latin luôn các bác nhá. Nguyên zin theo máy là lam Latin ạ. Lam của nó mặt cắt vẫn là 40 phân, xích là xài xích chung 325. Đó, tình trạng máy móc thì quá là chất lượng rồi, nguyên zin nguyên bản. Hàng 028, công suất của con này là 47 cc các bác nhá. 47 cc, con này thì cả chúng em xả giá rẻ luôn, giá 4.800.000. Làm tích hợp hai ốc lam vận trực tiếp bằng khóa 13. Tình trạng máy móc nguyên zin, công suất thì hơi yếu hơn con 026 một tí xíu thôi, nhưng mà bù lại được cái giá của nó rất là hữu nghị. Để về cho các bác nào mà chuyên về khai thác mà kinh phí này nó hơi thấp một tí xíu các bác nhá. 028 AV, giá 4.800.000, công suất 47 cc. Lam theo máy là lam Latin luôn ạ. Này, hơi cực kỳ khỏe luôn các bác nhá. Hơi cực kỳ chất lượng luôn ạ. Nói chung là lô máy ngày hôm nay là cam kết cho các bác con nào cũng cực kỳ ngon các bác nhá. Máy móc thì cửa hàng chúng em, các bác nào mà đã ủng hộ cửa hàng chúng em rồi thì biết ạ, máy móc thì cửa hàng chúng em cam kết cho các bác là nguyên zin nguyên bản các bác nhá. Ôi, và vừa nãy thì cửa hàng chúng em đã giật test nổ hết rồi và có báo giá từng con một rồi các bác nhá. Các bác vui lòng xem kỹ video tour đi tour lại video giúp cửa hàng chúng em, coi đi coi lại. Các bác nào ưng ý con nào thì liên hệ ngay cho cửa hàng chúng em để đặt hàng các bác nhá. Số điện thoại thì cửa hàng đã để trên màn hình rồi, hoặc các bác nào sử dụng Zalo thì hãy kết bạn qua Zalo cho cửa hàng chúng em. Hệ này là lô hôm nay là lô chuyên khai thác các bác nhá. Cực kỳ chất lượng luôn ạ. Máy móc hệ Sittin có lẽ là đứng top rồi. Top đầu của hàng máy cưa xích và máy cắt cỏ rồi. Đó, ông vua bà chúa về thương hiệu rồi các bác nhá. Bãi Đức thì cực kỳ bền bỉ. Lô hôm nay là toàn là hệ máy cưa khai thác lốc nhôm. Lam theo máy mặt cắt là được 40 phân, xích là xài xích chung 325 các bác nhá. Rồi các bác nào ưng ý thì hãy liên hệ trực tiếp qua cửa hàng chúng em. Rồi cửa hàng chúng em xin chào các bác, hẹn các bác.